Tôi Thuận Mobile xin chào tất cả bạn ha. Như các bạn đã biết thì sáng hôm nay Apple đã cho ra mắt các dòng iPhone 14 series mới, bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max ha. Thì sự kiện này cái sự việc đáng quan tâm nhất đó là dòng iPhone 14 series này của thị trường Mỹ sẽ không còn khay sim vật lý nữa ha, có nghĩa là không còn những cái khay sim như thế này để chúng ta cắm sim nano vô nữa, mà nó sẽ hỗ trợ hai eSIM ha, có nghĩa là mình sẽ quét mã QR để add eSIM vô. Nếu như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường của iPhone lock ha. iPhone lock hiện tại bây giờ thì các bạn sẽ, nếu mà muốn sử dụng sim thì các bạn sẽ phải sử dụng một cái sim ghép kèm thêm một cái sim chính để giả cái nhà mạng của cái nhà mạng phát hành ra cái iPhone lock này, ví dụ như máy AT&T thì các bạn sẽ có thể giả thành cái nhà mạng sim cắm vô, cắm kèm sim ghép vô để giả nhà mạng AT&T. T-Mobile thì sẽ giả T-Mobile. Nói chung là nhà mạng nào sẽ sử dụng cái MSI của nhà mạng đó để mà mình phát thành cái nhà mạng đó để mà có thể sử dụng iPhone lock. Nhưng hiện tại thì iPhone 14 series khi ra mắt thì sẽ không còn khay sim nữa, không còn khay sim vật lý nữa, thì bắt buộc phải add eSIM. Mà add eSIM thì sẽ không sử dụng, hiện tại sẽ không sử dụng được sim sống nữa ha. Bởi vì khi add eSIM các bạn bắt buộc phải add đúng cái eSIM của nhà mạng đó. Mà nếu các bạn nếu mà có ICCID thần thánh á thì các bạn cũng có thể là add được ha, bởi vì mới đây hay cạc cũng đưa ra là thông tin là có thể vừa kích hoạt ICCID mà vừa add eSIM được luôn ha. Nhưng mà với điều kiện là phải sim thần thánh nha các bạn, nếu mà ICCID mà xài kèm sim ghép thì cũng không thể kích nha. Nên là cái chuyện để mà sử dụng sim sim cho iPhone 10 dòng 14 series á thì rất là khó ha. Ở đây nhiều bạn cũng đang chờ những cái pháp sư Trung Quốc để mà có thể mà dùng những cái giải pháp khác để sử dụng iPhone lock để có thể nghe gọi ha. Rồi, đối với các dòng mà iPhone mới ra mắt á thì có dòng 14, thì 14 thì nó thiết kế cũng y như 13 thôi nha các bạn. Nó không khác gì iPhone 13 nếu mà nhìn bề ngoài. Cái mà để phân biệt duy nhất đó là hai màu mới, đó là màu tím nhạt và màu xanh biển nhạt ha. Thì cái đó hai màu mới nó cũng khá là đẹp. Thì nếu mà các bạn mua 13 và 14 á, thì nó cũng sẽ giống giống nhau về mặt thiết kế nha. Nó chỉ khác nhau chỉ có màu sắc là mới là được phân biệt được dòng 13 với 14 thôi. Ngoài ra thì cấu hình vẫn là chip A15, nó cũng như nhau luôn ha. Nếu vậy thì không biết người ta mua 14 làm gì. Thường là mua 13 cho nó rẻ đi, bởi vì cấu hình nó cũng như nhau. Nó chỉ khác nhau cái màu thôi mà nó giá rất là cao ha. Còn dòng 14 Plus á, thì màn hình nó sẽ là 6.7 inch, nhưng mà cái camera nó vẫn là 2 cam xéo như thế này ha. Nhưng mà màn hình nó sẽ to bằng cái con 13 Pro Max này, 6.7 inch. Thì dành cho bạn nào không chú trọng về camera, không chú trọng về quay phim chụp hình lắm, thì chỉ thao tác kia như là xài vừa đủ thôi, thì có thể xài 14 Plus thì sẽ cho cái màn hình to, trải nghiệm to, trải nghiệm ok hơn ha. Rồi đối với cái dòng 14 Pro thì thay vì các tay thỏ như là những cái đời trước thì nó sẽ hình viên thuốc nha các bạn. Nhưng mà cái hình viên thuốc đó là cái phân biệt duy nhất của dòng 14 với là 13. 14 với 13 thì có thể phân biệt qua cái viên thuốc ở phía trước với lại cái tai thỏ thôi, chứ còn ở mặt sau thì nó cũng như nhau nha các bạn. Ở dòng 14 Pro và 14 Pro Max á, thì nó cũng thêm một cái phiên bản màu tím mới. Khi mà chúng ta nhìn thẳng vô thì sẽ thấy hơi tím tím, nhưng mà khi mà nghiêng vô thì nó cũng sẽ về màu gray nha các bạn. Rồi thì sắp tới đây thì thị trường iPhone lock dành cho iPhone 14 series á, thì chắc chắn là sẽ không ai dám nhập về nữa, bởi vì nhập về á, lỡ may có ICCID cũng không dám nhập, mà cũng không dám nhập số lượng lớn, bởi vì nhập số lượng lớn lỡ may ICCID chết một cái thì cái giá máy nó sẽ rất rất là thê thảm,
và lỗ không thể chịu nổi được đâu. Bởi vì nếu mà một cái máy mà mua về chỉ xài như một cái AirPod, chỉ có thể nghe gọi qua Zalo, Facebook đồ đó, thì nó rất là bất tiện ha. Nó như một cái AirPod thôi, chỉ để giải trí thôi chứ không có nghe gọi được. Rồi nên là nhờ cái bản lốc này thì chắc chắn sẽ giá rất là thấp ha. Nếu mà không có ICCD mà không fit được SIM á, thì giá nó sẽ rất là rẻ. Còn nếu mà có ICCD người ta cũng không dám nhập về nhiều đâu nha các bạn. Rồi ở đây thì bên mình còn rất nhiều các dòng đời cũ hơn nha, nhưng mà có thể xài SIM ghép vật lý, vô cái khe SIM vật lý như thế này để mà có thể xài được nghe gọi nha, bình thường ha, nghe gọi bình thường với yêu cầu là sóng 4G mạnh, sóng 3G 4G mạnh nha các bạn. SIM phải có 4G là một, và nơi các bạn ở là phải có 3G 4G mạnh và không có bị chỗ nào mất 3G 4G nha, thì các bạn xài nó mới ổn định nha. Thì những cái dòng chợ thấp hơn á, thì như 13 Pro Max, 13 Pro, 13 với lại 12, máy mới chưa ti thì bên mình còn rất là nhiều ha. Nếu mà các bạn nào mà quan tâm á, thì có thể bình luận dưới, bên mình sẽ báo giá và mua ủng hộ mình ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi Thủ Thuật Mobile xin chào các bạn ha.